Xin chào các em học sinh yêu quý. Khi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang là rào cản, thì việc được học, được đến trường vẫn còn là niềm mong ước của tất cả các bạn học sinh chúng ta. Với tự hào lớn nhất là đội ngũ thầy cô giáo giỏi, nhiều thầy cô đang dạy trực tuyến trên các kênh truyền hình, nhiều thầy cô tham gia vào các chương trình giáo dục phổ thông mới. Nên thấu hiểu điều đó, tuyển sinh 247.com tiếp tục chung tay để việc học hiệu quả trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bởi chương trình giảm đồng giá tất cả các khóa học chỉ còn 299k và chỉ áp dụng cho 1.000 lượt mua nhanh nhất, duy nhất trong ngày 21 tháng 4 năm 2020. Chương trình áp dụng với tất cả các lớp, các môn, các khóa học năm 2019-2020 và tất cả các hình thức thanh toán. Vậy tại sao nên chớp ngay cơ hội tốt lần này? Thứ nhất, đối với các bạn học sinh đang học lớp 12, tuyển sinh 247.com đã thay đổi khóa học luyện thi, luyện đề, bám sát với sự đổi mới như đề minh họa đưa ra, chắc chắn sẽ giúp các em ôn luyện đúng trọng tâm cũng như là đúng hướng. Thứ hai, đây là giai đoạn vàng để luyện đề, bứt phá thành tích cao, tổng ôn cấp tốc những kiến thức còn hồng để chúng ta được về đích một cách thật là vẻ vang. Thứ ba là khi những ngày nghỉ dịch Covid-19 còn kéo dài, chưa biết khi nào mới được đến trường, cũng chính là lúc mà chúng ta cần nghiêm túc tự học và tăng cường học trực tuyến cùng thầy cô giáo hơn bao giờ hết để có thể trau dồi nhanh kiến thức học kỳ 2. Thứ tư là tận dụng chương trình chung tay này một lần duy nhất trong năm, giảm đồng giá chỉ còn 299k một khóa học. Thật quá là rẻ chất lượng trong một giai đoạn này đúng không nào các em? Và chị xin nhắc nhẹ với các em là khóa học đồng giá 299k sẽ chỉ áp dụng cho 1.000 lượt mua nhanh nhất khi mua trong ngày 21 tháng 4 năm 2020 mà thôi. Vậy nên các em phải tận dụng nhanh nhé. À, chị chia sẻ với các em một bí kíp nho nhỏ nữa là để chắc chắn không bị tuột mất cơ hội lần này thì các em hãy nạp sẵn tổng số tiền cần mua khóa học vào tài khoản trên tuyển sinh247.com, sau đó đợi đúng đến 0 giờ ngày 21 tháng 4, nhấn nhanh vào ô thanh toán. Chỉ cần làm như vậy thôi thì chị đảm bảo là các em sẽ 100% săn khóa học 299k thành công đấy. Mọi thắc mắc thì các em vui lòng liên hệ vào hotline miễn phí 1800 6947 hoặc 024 3007989, thời gian hỗ trợ từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em vào ngày 21 tháng 4 năm 2020 trên tuyển sinh 247.com.